HP Laser P2055D giá chỉ hơn 2 triệu. Máy cũ chất lượng như mới, đến 80-90%. Máy có ngoại hình cực kỳ hiện đại với kích thước khá vừa vặn, tinh tế. Do đó bạn có thể bố trí máy ở nhiều vị trí khác nhau trong khu vực làm việc. Bên cạnh đó, máy được làm lớp vỏ có chất liệu cao cấp, cứng cáp, giúp bảo vệ các bộ phận bên trong rất là tốt. HP Laser P2055D là một dòng máy có công suất in vượt trội. Đây là dòng máy có tốc độ in ấn cực kỳ nhanh với 35 trang trên 1 phút. Nếu bạn đang cần in số lượng lớn thì đây là thiết bị rất phù hợp. Tốc độ in này nhanh hơn 5 trang so với một số loại máy in thông thường khác. Thiết bị sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho các tiệm photocopy, công ty, trường học hay là các doanh nghiệp cần in số lượng rất là lớn, rất là nhiều. Khai in của máy dòng A4 để được rất nhiều giấy trên một lần in, tháo lắp thì cực kỳ là dễ. Mực in của máy tháo lắp cực kỳ là dễ. Máy in HP Laser P2055D là dòng máy in hai mặt tự động với công suất lớn, bộ nhớ trong 64 MB, độ phân giải 1200 DPI, cổng kết nối là cổng USB. Tốc độ in rất là nhanh, đồng thời còn in hai mặt tự động rất dễ dàng. Do đó chúng ta có thể lựa chọn máy in này để sử dụng cho việc in hai mặt tự động sẽ giúp bạn không cần phải thao tác lật giấy thủ công nữa. Chất lượng bản in cực kỳ đẹp. Máy in cũ HP 2055D đảm bảo chất lượng bản in ra cực kỳ đẹp, ấn tượng. Khi in ra các yếu tố như chữ viết, hình ảnh thì đều cực kỳ là rõ nét, rõ ràng, đậm nét. Là một dòng tiết kiệm điện năng với mức điện năng từ 200 đến 240V, mức tiêu thụ khá ổn để hỗ trợ tiết kiệm hiệu quả. Bạn có thể sử dụng in ấn hàng ngày với số lượng lớn nhưng không tốn quá nhiều tiền điện hàng tháng. Khi bạn mua máy tại Hải Long Computer, chúng tôi sẽ tặng cho bạn một hộp mực nguyên máy của Starling trị giá hơn 300.000 đồng, năng suất in 2.700 trang. Dùng hộp mực Starling giúp tiết kiệm 75% chi phí in ấn, tăng tuổi thọ máy in. Máy in được làm bằng chất liệu cao cấp cùng với những công nghệ hiện đại, do đó bạn có thể sử dụng máy trong khoảng thời gian lâu dài. Chính vì thế, hiện nay nhiều khách hàng đã lựa chọn mua máy in HP 2055D cũ tại Hải Long Computer thay vì là đầu tư tiền mua máy mới. Trước khi giao đến tay khách hàng, Hải Long Computer chúng tôi sẽ test máy và kiểm tra máy kỹ càng. Đặc biệt với hộp mực tặng thêm, chúng tôi cũng test trước khi được giao cho khách hàng. Với phương châm uy tín là trên hết, mực in được nhập khẩu chính hãng, còn nguyên siêu, nguyên bao bì, nguyên tem mác, đầy đủ phụ kiện. Với dòng máy in HP Laser 2055D, hộp mực của nó được lắp đặt rất dễ dàng, chỉ cần việc tháo chốt và kéo dây và tiến hành lắp đặt. Hải Long Computer chúng tôi cung cấp mực in hàng chính hãng. Lên các quý vị anh chị cần mực in thì inbox với chúng tôi sẽ cung cấp hàng rất là nhanh và có thể bảo trì bảo hành tận nơi. Hộp mực 05A 80A Stain được dùng cho các dòng máy in HP Laser Pro 2030, 2035, 2050, 2055, 400, 401, 425 là dòng mực in giá tốt. Tuy nhiên, về chất lượng in thì không hề thua kém so với những hộp mực theo máy khi chúng ta đầu tư mua máy mới. Sử dụng mực in Stain giúp tiết kiệm thời gian thay thế nhanh chóng, giúp tăng tuổi thọ của máy in. Chất lượng cho ra bản in thì cực kỳ là đẹp, ấn tượng. Chữ rất là rõ nét, đậm nét, rất là đẹp. Đây, chúng ta có thể so sánh bản in của mực in Stain với lại bản in theo máy trước khi in ra. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rằng mực in ở Stain nhiều khi còn nhìn rõ nét hơn so với là bản mực in theo máy. Rất là đẹp, đậm nét. Máy in cũ HP 2055D là một sự lựa chọn rất tốt cho các cá nhân, đơn vị đang cần sử dụng để in ấn nhiều, hai mặt. Nếu bạn có nhu cầu mua máy in, hãy liên hệ với Hải Long Computer để được tư vấn qua hotline 0981 856 828 để được tư vấn và hỗ trợ.